À, Hồng Loan với Bình Minh đi đâu cả nhà? Đó. Xách theo một cái giỏ đồ cả nhà thôi. Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh Nắng Sinh của em nha. Buổi trưa hôm nay cũng 10 giờ mấy rồi cô chú anh chị. Thì em đang có mặt tại shop anh Vật Hồng Loan hay đó nha, công ty trách nhiệm đầu tư và phát triển Hồng Loan của chúng chị. Thì sáng giờ thì cả nhà cũng thấy là anh em chia sẻ rất là nhiều khách đến mua hàng ủng hộ Hồng Loan nha cô chú anh chị. Từ sáng sớm đến giờ có những khách ở gần Hồng Loan thì trực tiếp chạy xe lại mua, thì có những khách ở xa đi xe du lịch ở tận miền Tây cả nhà lên ủng hộ Hồng Loan nè, xin thắp hương nè và chụp hình chung với Hồng Loan nữa các chú anh chị. Tất cả cũng là vì yêu thương mà đến cả nhà. Buổi sáng thì có mấy cô lớn tuổi ở dưới Cà Mau, Bạc Liêu thì đi xe lên ủng hộ Hồng Loan một thùng mít sấy rất là to luôn cả nhà. Và cơm trái nè và những cái món khác nữa chú anh chị, mà đặc biệt là mít sấy ở shop Hồng Loan thì cả nhà rất là ngon của chú anh chị, giòn giòn ngọt ngọt ăn rất là ngon luôn. Mấy cô lớn tuổi thì cũng rất là thích hết nha, nên là mấy cô mua một cái thùng mít sấy rất là to nè, mà một bịch mít sấy nửa ký 150k thì ăn rất là lâu luôn á chú anh chị. Ở nhà mình có thể mua về để mình ăn, mình uống nước trà một buổi sáng ha. Đó, hôm qua em ở nhà thì em hả, em cũng ăn bích sấy, em uống nước trà rất là ngon luôn cả nhà. Sau bao nhiêu sóng gió hay là những chuyện buồn cả nhà, những chuyện mà không vui thì em yêu thương Hồng Loan thì vẫn lại đoàn kết và đồng đoàn kết lại với nhau đó nha. Dù là bị kênh kênh dùng mọi cách để mà chia rẽ, nhưng mà tất cả thì đã có má Tư Quốc Thanh lúc nào cũng bên cạnh Hồng Loan đó cả nhà, quan tâm. Và nói chung là má má Tư là dạng má má Tư có nói là quyền huynh thế phụ á, quyền huynh thế phụ nè nha. Thì má Tư đứng ra để dàn xếp mọi việc hiểu lầm trong tay yêu thương thôi nha. Má Tư thì là một người rất là tuyệt vời cô chú anh chị. Má Tư lúc sáng này má Tư cũng có lên tiếng chửi thẳng mặt trên trên luôn cả nhà, chửi thẳng mặt cô Sáu Sáu Bào luôn, lên tiếng chửi thẳng mặt Sáu Bào là cả nhà. Đây là có một cái ta thuốc má Tư chửi thẳng luôn, đọc cho cả nhà mình nghe nha. Xích à, mày chửi mọi người là súc vật, mày xem lại, mày là cái sinh trùng chuyên hút máu người sống lẫn người chết, mày cũng không tha, ghê tởm. Cả nhà phải là má Tư hỏi quá chắc luôn ha thưa chú anh chị. Có nhiều bình luận là chuẩn quá má Tư ơi, và người khán giả thì má nói hay quá, chúc má nhiều sức khỏe. Có người nói là ngàn like dành cho má thưa chú anh chị, tổng quá má ơi, chính xác quá má ơi. Rất là nhiều khán giả vô bình luận thả like thả tim cho má Tư, tại vì má Tư nói quá chuẩn quá chắc luôn của chú anh chị. Sau khi mà má Tư đến giúp Hồng Hồng Loan thay cái bàn thờ ông thần tài ông địa mới ở trong bàn ở trong nhà của chú Năm thì kênh kênh rất là bức xúc rồi cả nhà, giống như là mất một cái quyền lợi gì đó, hay là mất một cái miếng mồi ngon gì đó đó nha. Bên kênh kênh thì có rất là nhiều động thái bức xúc vì má Tư thay cái bàn thờ, kêu Hồng Loan hai cái bàn thờ mới, và má Tư lại chửi thẳng mặt Sáu Bào luôn ha. Và bây giờ má Tư lại tiếp tục lên tiếng cả nhà,
Là lên tiếng là anh Hai và Hồng Loan à, mãi mãi là anh em không bao giờ thay đổi. Nay có một số người gây chia rẽ tình anh em, quyền huynh thế phụ, đại gia đình mình yên tâm nhé. Thì má Tư muốn nhắn gửi đến tất cả các cô chú anh chị ha, tất cả những ai trong team yêu thương Hồng Loan, vì yêu thương mà đến, là hãy yên tâm đi, mọi việc đã có má Tư rồi cả nhà. Nên là cái nhà đừng đừng có mà lo, là anh Hai và Hồng Loan sẽ mãi mãi là anh em ha cả nhà ha. Và nói chung là tem yêu thương thì vẫn vẫn hòa đồng và gắn kết với nhau, cô chú anh chị mình yên tâm, mọi việc đã có má Tư lo rồi cả nhà. Và em thấy là Hồng Loan thì cũng có vào bình luận nè, đưa một cái tấm hình nè cả nhà, cái tấm hình hôm bữa mà tay yêu thương đoàn tụ rồi cả nhà. Cả nhà thấy rất là tuyệt vời ha cô chú. Và cũng có nhiều khán giả bình luận nói là dù ai nói ngã nói nghiêng, tem yêu thương vẫn vững như kiềng ba chân cô chú anh chị. Và cũng có bình luận của khán giả là má Tư đã lên tiếng rồi, mọi người đừng nói tới nói lui nữa, để cơ hội cho kênh kênh nhảy vào. Họ chắc chắn là kênh kênh sẽ không chia rẽ được đâu cô chú anh chị, tại vì bên Hồng Loan còn có má Tư nè, và tất cả những cô chú anh chị trong tay yêu thương lúc nào cũng ủng hộ Hồng Loan ha. Nói má Tư là một người bạn tri kỷ của chú Năm, mà một người thân trong gia đình của Hồng Loan, tuy là không có ruột thịt nhưng mà rất là yêu thương đó nha. Bên cạnh đó thì còn có anh Hai nè, chị Ba nè, anh Nguyên Gió Kha Kha nè, và chị Hồng Ni nữa đó nha. Và bên cạnh đó thì còn có triệu triệu trái tim của những cô chú anh chị yêu thương chú Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thì mãi mãi ủng hộ con gái duy nhất của chú là Võ Thị Hồng Loan, và những đứa cháu ngoại yêu thương của chú nè, gia đình nhỏ của Hồng Loan nè. Mọi người thì yêu thương thì không bao giờ mà Hồng Loan sẽ thấy cô đơn đâu cô chú anh chị. Thì hồi nãy thì em thấy Hồng Loan với Bùm Bùm lên xe, đó là đi công chuyện gì đó cả nhà. Thì bên trong nhà thì còn có nè anh Hải nè, ông xã Bùm Bùm nè, Thành Mỹ nè, chị Ngọc nè, chú Chánh, và tất cả các nhân viên thì vẫn đang chốt hàng cho khách ha cả nhà. Ở nhà thì cứ đến ủng hộ Hồng Loan đi, shop lúc nào thì cũng có nhân viên lúc nào cũng sẵn sàng ha. Bên trong ở nhà đến thì chỉ việc đẩy cửa vào thôi, hoặc là mình gõ cửa hoặc là mình đẩy cửa vào ha, thì sẽ có người ra tiếp đón và giúp cho cả nhà mình chọn những cái món hè, những cái món mình yêu thích ha chú anh chị. Má Tư đã lên tiếng như vậy rồi thì chắc chắn là Cần Cần sẽ thất vọng dữ lắm cả nhà, chắc tức chết thôi cô chú anh chị à. Mãi mãi thì bà sẽ không bao giờ thắng chánh đâu ha cả nhà. Cả nhà yêu thương thì đến ủng hộ Hồng Loan, những cái món ăn vặt ha cả nhà ha, và ủng hộ tinh thần cho Hồng Loan nha cô chú anh chị. Em chúc cả nhà mình là ngày mới nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh, em có động lực để em chia sẻ nhiều thông tin mới nhất, nóng nhất gửi đến cô chú anh chị mình nha. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.